Xin chào các anh chị. Ngày hôm nay, kênh Đại lý ô tô 24 giờ chúng em xin giới thiệu tới quý anh chị chiếc xe Kia K3 1.6 Turbo GT. Đây là phiên bản mới của mẫu sedan hạng C, hướng đến phục vụ nhóm khách hàng trẻ, có cá tính, yêu thích tốc độ và sự phá cách. Vẫn là những đường nét khỏe khoắn, thể thao của chiếc xe Kia K3 thế hệ thứ tư, nhưng chiếc xe Kia K3 1.6 Turbo GT được hãng xe nâng cấp với diện mạo thể thao, cá tính hơn. Kia K3 1.6 Turbo GT được trang bị khối động cơ Gamma 1.6 TGDI tăng áp mới, cùng với đó là hộp số 7 cấp. Hệ thống vận hành này giúp Kia K3 1.6 Turbo GT sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với những phiên bản anh em khi đạt công suất lên đến 201 mã lực và moment xoắn 265 Nm. Nào chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn kỹ hơn chiếc xe Kia K3 1.6 Turbo GT màu xanh này nhé. Phía đầu xe với 3 điểm nhấn khác biệt so với các phiên bản đã ra mắt trước đó là led đỏ trên mặt ca lăng, led đỏ trên điểm vát cong của ốp cản trước và logo GT thể thao trên mặt ca lăng dễ nhận diện. Phần hông xe, ngoài các trang bị cơ bản như lốp Continental, la giang hợp kim đa chấu 17 inch, cảm biến áp suất lốp zin, mở cửa một chạm, viền cửa kính trên dưới chrome sáng bóng, gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, xi nhan LED. K3 1.6 Turbo GT có thêm tính năng cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu, giúp tăng độ an toàn cho người sử dụng. Và líp hông sơn đen bóng, tăng tính thể thao của chiếc xe so với các phiên bản đã ra mắt trước đó và đối thủ cạnh tranh như Hyundai Elantra. Nào hãy cùng đi vào khu vực nội thất để cảm nhận được sự thể thao, khỏe khoắn đồng nhất giữa nội ngoại thất của chiếc xe Kia K3 1.6 Turbo GT. K3 1.6 Turbo GT có không gian hành khách rộng rãi, màu nội thất chủ đạo là màu đen. Phong cách thể thao với viền chỉ đỏ trên chi tiết bọc ra từ khu vực táp bi cửa đến ghế ngồi. Khoang hành khách có cửa gió điều hòa và sạc điện thoại cho người ngồi phía sau, tạo không gian thoáng mát cho khách khi di chuyển trong mùa hè. Khoang người lái đều được bọc da và viền chỉ đỏ trên táp lô, vô lăng, cần số, ghế da, vô lăng đê cắt, logo GT thể thao, ốp chân ga, chân phanh bọc kim loại cứng cáp, khỏe khoắn. Bên cạnh đó, xe Kia K3 1.6 Turbo GT vẫn đầy đủ các option hiện đại, ghế lái chỉnh điện, nhớ hai vị trí ghế, sưởi hạng ghế trước, lẫy chuyển số trên vô lăng, sạc điện thoại không dây, để nổ từ xa trên chìa khóa. Để cảm nhận sự khác biệt về trang bị trên bản K3 1.6 Turbo GT, chúng ta cùng nhau ra phía đuôi xe. Phía đuôi xe chúng ta dễ dàng nhận ra option được nâng cấp như đuôi gió thể thao sơn đen bóng, logo GT thể thao, ốp cô đôi thể thao có lai đỏ cân đối phía dưới đúng chất thể thao của chiếc xe sở hữu động cơ tăng áp. Xe sở hữu cốp thể tích 502 lít, rộng nhất phân khúc C. Xe đã trang bị lót cốp nhựa giúp xe sạch sẽ hơn. Cốp điện có thể mở trên chìa khóa khi đứng gần cốp 3 giây tiện lợi. K3 1.6 Turbo GT được bán ra với giá 759 triệu đồng. So với 4 phiên bản được bán ra trước đó, gồm K3 1.6 MT 559 triệu đồng, K3 1.6 Luxury 639 triệu đồng, K3 1.6 Premium 669 triệu đồng và K3 2.0 Premium 689 triệu đồng. Mức giá này chênh lệch đáng kể. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video của Daily Auto 24 giờ. Để được tư vấn chi tiết hơn, anh chị liên hệ với hotline 0827 906 333. Xin chào và hẹn gặp lại!